Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa đáp: "Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Kính thưa cộng đoàn, trong hành trình đi rao giảng tin mừng thì chắc chắn có những lúc gọi là quá giờ, có những lúc là lỡ bước, và ta thấy Chúa Giêsu trong cái thân phận con người cũng đói, cũng khát, cũng cần được nghỉ ngơi. Và Chúa Giêsu đã ghé nhà người này người kia để mà gọi là ăn bữa lỡ hoặc là nghỉ ngơi. Thì trong đó đặc biệt chúng ta thấy có gia đình của ba chị em Maria, Marta và Lazaro. Ngày hôm nay Thánh Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện bình thường ấy của Chúa Giêsu, đó là khi đi ngang nhà, Marta đã nhanh chân ra đón Chúa Giêsu vào nhà của mình, và chắc như thói quen và như sự quan tâm của một người phụ nữ trong gia đình, Marta đã làm cơm để đón Thầy. Nếu như chỉ có một mình Thầy thôi thì chắc cơm nước cũng không có nặng nề lắm, nhưng mà là có cả các môn đệ nữa. Marta vì yêu thương Thầy của mình, Marta đã làm cơm. Và dĩ nhiên một mình làm cơm thì chắc chắn sẽ không nhanh, không gọn, không có tương tất bằng hai ba người. Một người nấu, một người rửa rau, một người làm thành, làm tỏi, làm ớt thì nó nhanh hơn. Thế nhưng mà rồi nó có một cái hiện tượng rất là lạ. Maria không xuống phụ bếp, mà Maria ngồi dưới chân Chúa để nghe Chúa nói. Còn Marta thì một mình lay hoay ở dưới bếp. Vì bận trực, vì khó chịu, vì cảm thấy rằng là mình cô đơn trong việc làm bếp, nên rồi Marta đã đi tránh Chúa: "Thầy ơi, tại sao mà em con để cho một mình con làm bếp như thế này?" Và tưởng chừng như là Chúa Giêsu bảo: "Maria ơi, con xuống phụ bếp với chị con." Hay là Chúa nói: "Marta ơi, từ từ đi, có ăn trễ chút cũng được." Thế nhưng không, Chúa Giêsu đã nói: "Marta, Marta ơi, con lo lắng nhiều chuyện quá. Maria đã chọn phần tốt nhất." Xem chừng ra chúng ta thấy Chúa Giêsu mâu thuẫn. Bởi vì nếu như Chúa Giêsu không cần ăn thì cứ nói thẳng ra đằng này vẫn là có nhu cầu ăn. Nhưng mà rồi Chúa Giêsu lại trách Marta. Để xem rằng chúng ta thấy Chúa Giêsu mâu thuẫn giữa một bên hoạt động và giữa một bên lắng nghe lời Chúa. Đường nào cũng bị nói hết. Và Chúa Giêsu xem chừng ra là rất mâu thuẫn, bởi vì không có bận tâm gì tới Marta làm cơm, mà
Chúa Giêsu lại xem chừng ra là tôn vinh cái hành động lắng nghe lời Chúa của Maria. Nhưng mà xét cho bằng cùng không có mâu thuẫn, bởi vì chúng ta có cái nhìn của chúng ta, Chúa có cái nhìn của Chúa. Nhìn lại tất cả các lễ làm, từ giáo xứ cho tới giáo họ, cho tới gia đình, chúng ta thấy nhiều khi con người ta nó chú tâm vào cái chuyện ăn uống nhiều quá, và mất đi một nhóm người phải lo làm cơm. Để rồi cái chuyện cần thiết là cái chuyện tham dự thánh lễ, là cái chuyện lắng nghe lời Chúa, là cái chuyện đặt hết tâm tình của mình vào thánh lễ thì cũng có. Có một số gia đình, có một số nơi đám tang, trong thì cha làm lễ, ở ngoài thì nói chuyện, thậm chí ăn nhậu rồi ồn ào. Nên là mình thấy nó mất đi cái bầu khí của những ngày tang lễ, và mất đi cái bầu khí của sự trang nghiêm. Họ lăng tăng nhiều chuyện quá. Lẽ ra là đi đến đó để mà dự đám tang, để mà hiệp thông, để mà chia buồn, để mà cầu nguyện cho người quá cố. Không, bày ra ăn, và bằng mọi giá là phải ăn, và cứ ăn, 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 ăn. Lễ hội trong giáo xứ cũng vậy, mỗi người ăn cái gì cũng được hết, cho nó xong cũng được. Còn hôm nào thật tình không có lễ lạc, làm sao cũng được hết á, rồi bú ngu vô ăn cũng được. Nhưng mà đặc biệt có những thánh lễ, có những cái việc cần hơn, đó là sự lắng nghe lời Chúa trong những ngày đó, nó rất quan trọng. Và cái sự cầu nguyện cũng quan trọng hơn nữa. Nhưng mà nhiều người đánh đổi đi cái chính thành cái phụ, cái phụ thành cái chính. Hóa ra rằng là lời Chúa nói ngày hôm nay rất đúng và rất chuẩn. Bởi vì cái nhìn của con người nó khác. Cái nhìn của con người là cứ phải lo cái ăn, 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 nhít. Thì những cái ngày quan trọng lại không để ý tới. Ví dụ như với gia đình của ma, dỗ chẳng có làm tiệc, chỉ có làm cơm trong gia đình. Nhưng mà ma quy định rằng là làm thức ăn sẵn hết, cả nhà đi tham dự thánh lễ về có cái gì ăn cái đó. Có những gia đình không lo đi lễ, chỉ lo ở nhà nấu ăn và bày ra ăn, không có quan tâm đến thánh lễ, không quan tâm tới kinh hạt gì cả. Thì xem chừng ra cuộc sống của mình nó bị đật lạc. Mình chỉ lo cái phần xác mà mình quên đi cái phần hồn. Mà cái phần hồn của cuộc đời chúng ta mới là quan trọng. Đặc biệt trong cái xã hội ngày hôm nay cũng vậy. Họ cuốn cuồng theo cái chuyện bề ngoài, họ cuốn cuồng theo cái chuyện ăn uống bên ngoài, khoe mẽ, hơn thua, tranh giành địa vị ghế nhất ghế nhì trong đền thờ. Họ thích mình có cái ảnh hưởng với người khác, nhưng mà họ quên đi cái chiều sâu bên dưới, đó là lắng nghe lời Chúa. Và như thế xem chừng ra là ai lệch lạc, Chúa Giêsu lệch lạc hay là con người lệch lạc. Chúa Giêsu nhắm con người tới cái sự lắng nghe lời Chúa, còn con người nhắm tới cái chuyện ăn uống. Và ngày hôm nay hơn bao giờ hết, cái khả năng lắng nghe của con người nó bị mất. Họ không lắng nghe đủ, và họ thích nói. Họ nói mà nhiều khi cho nó đã cái miệng của họ. Họ không quan tâm, và họ không lắng nghe nhau. Và hơn cả đó là họ không lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa chỉ đường cho họ sống, nhưng mà họ không nghe. Họ thích ba cái chuyện bên ngoài, diễn ba cái chuyện ở bên ngoài, để cho người khác thấy, xem chừng ra là có sự hiện diện của họ, có sự công lao của họ, và xem chừng ra là họ đạo đức hơn người khác. Nhưng mà thực chất ra họ chỉ là lăng tăng như mắt ta. Lời Chúa nói với mắt ta ngày hôm nay cũng là lời mà Chúa nói với mỗi người chúng ta đó. Nhiều khi trong cuộc sống chúng ta lăng tăng ba cái chuyện gì tào lao, cái chuyện cần thiết và không ai lấy phần mất đi, đó là lắng nghe lời Chúa. Chỉ có mỗi người chúng ta mới tự cân đo đong đếm lại coi cái khả năng cũng như cái thời gian
mà chúng ta nghe lời Chúa được bao nhiêu giây, bao nhiêu phút trong ngày. Suốt ngày chúng ta để cho những cái kênh truyền thông xã hội, tất cả những cái tin tức là xem chừng ra nó dính dáng tới mình hết. Ở trên mạng nghe đồn đâu người này người kia nói về người này người kia, mà chỉ coi cái tiêu đề thôi mà thấy xét cho bằng cùng, nó chẳng có dính dáng gì tới đời mình. Ngày hôm qua vô tình nó trôi trước mặt mình cái khung cảnh của một cái nhà máy vào đó, của một cái vị đại gia nào đó, người ta đi khoe cái công ty đó lớn, cái công ty này nó đầy đủ tiện nghi. Mình coi được vài phút thôi, mình nói ủa, xem chừng nó đâu có dính dáng hay tới đời mình đâu. Và biết bao nhiêu cái tin tức mà thậm chí là tin giả, và những cái tin mà để gây gọi là gây sốc, khiến cho người ta đi coi. Có những cái mà mình cần coi, có những cái mà mình cần lắng nghe, mình lại không lắng nghe. Những ngày này nếu như chúng ta có thời gian, chúng ta dừng lại để chúng ta nhìn cái đoàn người mà gọi là trở về quê. Trở về quê trong cái hoàn cảnh dịch bệnh như thế này, chúng ta thấy thương họ lắm. Trong đó cũng là có người thân của chúng ta đó, mà xem những cái hình ảnh đó mà thấy thương lắm. Họ từ Sài Gòn, họ trở về miền Tây, họ trở về Đắk Lắk, và có khi họ trở về nhà của chúng ta đây. Có lẽ chúng ta không để ý mà chúng ta không biết. Ngay như trong làng của chúng ta, ngay như trong giáo xứ của chúng ta, còn biết bao nhiêu người kẹt lại ở Sài Gòn 4 tháng trời không có công ăn việc làm. Nhìn cái đoàn người đó trở về đây, để chúng ta lắng đọng lại tâm hồn, để chúng ta nhìn thấy, chúng ta cầu nguyện cho anh chị em chúng ta. Chúng ta cần lắng nghe lời Chúa hướng dẫn chúng ta. Nguyên cái cuốn Kinh Thánh này đôi khi mình đọc, nhưng mà mình không có suy, mình đọc cho nó xong. Cũng giống như trong tháng 10, chúng ta được mời gọi là chứng mân cô, không phải chỉ là đếm cho nó nhiều, đọc cho nó nhanh, nhưng mà chúng ta được mời gọi lắng nghe từng cái mầu nhiệm trong cái tràng chủ mân côi ấy. Bởi vì từng cái tràng chủ mân côi mà chúng ta dâng lên cho Đức Mẹ, ngang qua cái tràng chủ mân côi đó, chúng ta đọc được Chúa muốn nói gì với chúng ta. Ví dụ như ngày hôm nay, ngày thứ ba, chúng ta lần chủ mầu nhiệm năm sự thương, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cái mầu nhiệm năm sự thương ấy để chúng ta sống, chứ không phải chỉ là lành hạt cho nó xong, cho nó nhanh. Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu nó buồn đổ mồ hôi máu, tái sinh chứ được ăn năn tội nên. Con người trong chúng ta ai cũng có tội, chúng ta yếu đuối, nhưng mà chuyện quan trọng chúng ta có ăn năn tội hay không. Chúng ta lần chửi nhưng mà chúng ta có chiêm ngắm không? Thứ hai thì ngắm, thứ ba thì ngắm, thứ bốn thì ngắm. Chúa Giêsu vác thánh giá, xin cho chúng con được vác thánh giá theo chân Chúa. Đọc nhưng mà có lắng nghe, có suy để mà đem ra thực hành trong cuộc sống hay không, đó mới là điều quan trọng. Ngày hôm nay những điều mà Chúa trách móc mắt ta cũng là những điều mà chúng ta cần coi lại cuộc đời của chúng ta. Đôi khi chúng ta ồn ào quá, chúng ta nhí nhố quá, chúng ta náo nhiệt bên ngoài quá, và chúng ta đánh mất đi cái thinh lặng nội tâm. Mỗi người chúng ta cần có cái thinh lặng nội tâm để lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta.